Dạ ông bà ơi, hôm nay đủ duyên lành con đến với hoàn cảnh của ông bà. Thì bà thì bị bệnh tai biến nằm một chỗ. Mỗi ngày ông cũng sức yếu tuổi già, cũng đi bán vé số để kiếm tiền mua gạo để hai vợ chồng sinh sống qua ngày. Tình chồng nghĩa vợ trăm năm vàng đá. Dù người vợ của ông bà nằm một chỗ, nhưng mà cái tình cảm vợ chồng ngay từ lúc đầu thương nhau thì đến hiện tại bây giờ, dù có bệnh hoạn cũng sẽ không bao giờ bỏ nhau trong lúc này. Nay con đến nơi đây để con thăm hỏi ông bà một chút yêu thương. Dạ ông ơi, ông cho con hỏi ông tên gì? Dạ ông, Quỳnh Văn Sang nay ông nhiêu tuổi rồi? nay là 70 rồi. 70. Bà ơi, bà cho con hỏi bà tên gì? Dạ Ngô Thị Kim bà không có nói được đâu hả ông? đớ rồi, Nay bà nhiêu tuổi rồi ông? 67. Dạ 67. Con đến đây thì con thấy cái hũ cốt vẫn đặt ở trong nhà, đó là cái hũ cốt làm sao dạ ông? Thằng trai biển á, Dạ con trai của ông hả? biển ở đây mất chưa được trăm ngày, một hai giờ là trăm ngày, thì nó chở đi rồi mới vô, vẫn còn một cái tên mà cái tên nó đã rồi xong rồi chết. Ông ơi, vậy là mỗi ngày thì cơm nước cũng ông cũng chăm lo cho bà luôn hả ông? Có mình lo à? Ông ơi, mỗi ngày đi bán vé số vậy ông bán được nhiều tờ không ông? Có bữa thì bán 100 mấy, có bữa thì 200 mấy, nó tùy theo. Bữa nào giống như là đi xa hơn thì bán được nhiều hơn phải không ông? Không, ví dụ cái bữa nào mình vô cái xí nghiệp mà tụi nó có tiền đó thì nó mua nhiều, còn không thì nó mua ít. Mình chỉ canh nó, ví dụ là cái kỳ đó nó có tiền thì mình bán nó nhiều chút. Vậy là bà là đớ cái lưỡi là không có thể nào mà nói cái gì được hết ha Chỉ ông? có ví dụ chưa, không còn nhớ, mà chỉ còn nhớ ví dụ cái người sát bên thường xuyên nó làm người nhớ. Như bà kêu, cái bà kêu, cái bà kêu hiệp 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 mơ mơ thì thôi, ví dụ thay đấy kêu mình bảo kêu vậy. Dạ ông ơi, ông cho con hỏi bà bị tai biến này là mới đây hay là lâu rồi ông? Nay chắc cũng cỡ chừng 4 năm có hơn rồi. Lúc đó là bị tai biến là đã ở trong nhà hay là đi đâu không ông? Ở trong nhà hồi đó nằm cái chổng cây đó, nằm ở trong bụng đứng dậy, cái dắp té té đi bắt đầu xuống sau cái té cái nữa, rồi cái thằng trẻ này nè, cái hồi đó nó ở đây, cái nó đỡ dậy xong đàng hoàng rồi cái đi cũng nổi, thì châm cứu lúc bắt đầu đi được được cái ra ngoài về chợ chợ cái chòi máy, cái rồi nó nằm giọng té nữa. Té mà đó cái khúc đó nó không có liền đất đá rồi cũng chởm con quất vô lưng hai keo ở tại đó nữa, cái bắt đầu đi hết được hai tả đó. Ví dụ có mình á thì bả kêu xuống đỡ mấy cái nhịp, ví dụ mấy cái nhịp này nè đỡ xuống rồi những khi á là lộn thay tả cho bả, Là ông thay tả cho bà luôn ha ông ha. còn nếu không có thì bả ráng phải ăn rồi lết lết ăn mà bắt thai rồi có khi dán vô nó không có dính cái nó hư tạ. Con thấy bà xúc động, bà buồn sao hả bà? Bà có buồn tâm tư tình cảm gì không? Có buồn không? Nhiều lắm phải không bà? Họ thấy là bà khóc không à? Bà nói đi, con lắng nghe những gì bà tâm sự. Có buồn gì, có nói muốn nói gì không, nói được không? Không. Không đâu hả? Bà cũng vui nha. Ông lúc nào cũng cố gắng đi bán vé số. Dù có bà bận bán đi xa nhưng mà cũng chạy về vẫn ở bên cạnh bà. Nam mô A Di Đà Phật, rất là chạnh lòng con đến nơi đây
thì bị tai biến thì bà nằm một chỗ. Hỏi bà thì bà chỉ khóc mà thôi, nói chuyện không nên lời. Ông thì lớn tuổi rồi, đi bán kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống. Ông ơi, bà nằm gì, có uống thuốc gì không ông mỗi ngày á? Có, mình đi lúc trước chưa có lấy thuốc. Bây giờ đi là bây giờ thì mình không có đi chẩn được á. Mà mua thuốc không ai uống không à. Bây giờ mua thuốc bên kêu lấy sổ của bệnh viện đó đi mua. Là chứ mỗi tháng mua là 10 ngày, 10 ngày uống. Nam mô A Di Đà Phật. Nằm một chỗ thôi. Tối với ông ngủ có được không ông? Phải giờ ít xuống là ngủ. Giờ. Bởi đi bán mệt đó ha ông. Từ lúc mà té ở trên gần hình chừng 5 phút mà ngủ, 5 phút ngủ. Ông bị ông sao mà té? Đang dậy nè mà không biết ơn sao cái gì mà nó kêu mình nghe tiếng hơi sao nó đụng đít bệnh cái mình tối đó cái nhào xuống té không cái bất tỉnh luôn chứ nhắm mắt ngủ rồi vô. Dạ con cũng xin thưa với ông bà thì đến nơi đây có cái món quà tình thương của cô Ru Hồng ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng lúc nào cũng đong đầy trái tim nhân từ và bác ái. Khi mà mùa xuân Tết đến lại về, hoàn cảnh của ông bà thì ông đã lớn tuổi, bà thì bị bệnh tai biến, nằm một chỗ, có món quà tình thương của cô Ru Hồng ở bên Mỹ, dù xa quê hương, nhưng nhìn về quê hương lúc nào cũng đong đầy bằng tình cảm yêu thương. Cô Ru Hồng phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật, A Di Đà trao yêu thương, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Con xin trao tặng món quà tình thương của cô Ru Hồng ở bên Mỹ cho ông cái số tiền 300.000. Hồng ở bên Mỹ gửi tặng món quà tình thương cho vợ chồng của ông bà 300.000. Ông ơi, ông có lời gì để gửi cho cô Ru Hồng bên Mỹ không ông? Bây giờ cũng có cái tình nghĩa của cô Ru Hồng bên Mỹ. Thì giờ tôi là Quỳnh Nhân Sang, là chồng của cô Ngô Thị Thêm. Không có biết cái gì mà để nói, nhưng mà cũng cái để gửi cái lời chúc cô Ru Hồng được 100 năm đầu bạc, rồi có sức khỏe dồi dào để đi tới đi lui đi về trong Việt Nam đi khắp chỗ. Cảm ơn cô Hồng. Dạ, cô Ru Hồng tặng bà món quà tình thương đó bà ha. Bà cũng vui nha bà. Dạ, bà cũng không có nói chuyện nên lời. Xin cảm tạ công đức lành của cô Ru Hồng rất là nhiều. Thì tâm sơ cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức lành ngày hôm nay xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Ông ơi, ông như hôm nay nhận quà của cô Ru Hồng ông vui không? Thấy các chú ra là thấy cũng mừng rồi. Hãy lòng có bao nhiêu được có, như được có lòng thành được đỡ cho mình. Dạ, rất cảm ơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con chúc ông nhiều sức khỏe chăm lo cho bà nhé ông. Dạ. Dạ, con chào ông bà. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nay con đến với hoàn cảnh của ông bà. Ông đã lớn tuổi, trên đôi vai gầy bé nhỏ, mỗi ngày còn đi bán vé số lụng khụng, cũng chạy trên chiếc xe đạp giữa dòng đường đời này để bán để kiếm đồng lời cho bà nuôi người vợ của mình đang bị bệnh tai biến. Thì trong lúc tuổi già này có món quà tình thương của cô Ru Hồng ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng lúc nào trái tim cũng đong đầy và tình thương bao la bác ái. Cô Ru Hồng gửi tặng cho ông bà cái số tiền đó chính là 300.000. Con cảm tạ công đức lành của cô Ru Hồng rất là nhiều. Chúc cho gia đình của cô muôn đời được bình an, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức lành này xin Đức Phật A Di Đà từ bi tăng đại chứng minh.
Ông ơi, hôm nay cô Vu Hồng tặng cho vợ chồng ông 300 ngàn. Ông có lời gì không ông? Ông nói... của cô Vu Hồng đã tặng cho gia đình 300 ngàn. Thì ông phụ cho với bà trong nhà thì cũng mừng lắm. Thôi giờ tôi không có gì bằng con cái là cái tấm lòng của Vu Hồng. Thì đây cũng rất quý. Trân trọng cảm ơn tôi làm trong gia đình của Quỳnh Sang và Ngô Quỳnh Kim. Chúc cô đi làm được nhiều phát đạo, nhiều nơi đi khắp chỗ, đi các thế giới học bạc trăm năm đầu bạc để lo cho các bác ơn. Dạ, bởi vì bà đỡ cái lưỡi, bà không có nói được gửi lời gì đến cô Vu Hồng. Con cũng xin được gửi lời thay cho bà cảm tạ công đức lành của cô Vu Hồng rất là nhiều, đã tặng món quà tình thương cho ông bà cái số tiền 300 ngàn hài hôm nay. Con chúc cho ông nhiều sức khỏe nha ông, để ông chăm lo cho bà. Nam mô Di Đà Phật.